Xin chào các anh em, hiện tại thì có rất nhiều những cái YouTuber nổi tiếng hoặc là những cái tài khoản nổi tiếng trên thế giới thì đang bị tấn công. Nguyên nhân thì không rõ ràng, có thể là cái địa chỉ mail của họ đã bị rò rỉ ra. Tuy rằng là Việt Nam hiện tại là chưa ghi nhận bất cứ một cái trường hợp nào như vậy, tuy nhiên với những cái tài khoản rất là giá trị hoặc là với những cái con cưng của chúng ta thì mình đề xuất các anh em là hôm nay chúng ta sẽ tăng cường cái bảo mật cho cái tài khoản của mình. Tài khoản miHoYo rất là thú vị khi mà chúng ta có thể liên kết để mà có những phương thức đăng nhập khác, không nhất thiết là phải có một phương thức đăng nhập, và sau đó thì nếu như mà chúng ta không cần dùng nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể hủy liên kết đó đi. Đối với là những game khác, những game captcha khác hoặc là những cái nhà phát hành khác thì người ta không cho mình hủy liên kết dễ dàng giống như là miHoYo đâu các anh em. Tuy nhiên ở đây thì miHoYo đã chấp nhận cho chúng ta hủy liên kết. Điều đó thì rất thuận lợi cho các anh em trong việc mình trao đổi mua bán tài khoản, nhưng mà đồng thời thì nó cũng sẽ rất là bất lợi cho những cái kẻ gian mà người ta muốn scam, người ta lừa đảo. Và theo đề xuất của mình thì tối thiểu các anh em cần phải liên kết với lại hai thứ, đó là địa chỉ email của mình và số điện thoại của mình. Và đối với lại địa chỉ email thì đa số chúng ta hiện tại đang sử dụng là Gmail hoặc là Gmail, thì đó là một trong những cái địa chỉ email có mức độ bảo mật tốt nhất hiện tại. Thì anh em nào mà muốn bảo mật thêm thì mình sẽ vào trong cái Gmail của mình á, mình bật thêm là bảo mật hai bước nữa, ok, và mình làm theo những cái hướng dẫn bảo mật hai bước của nó, thì cái mức độ bảo vệ của đối với lại cái địa chỉ email của mình nó đã lên rất là cao. Và đôi khi thì mình thấy mật khẩu của một số anh em thì rất dễ đoán và nó trùng với lại 100 cái mật khẩu cơ bản. Thông thường khi mà cái tài khoản của chúng ta bị lộ cái tên đăng nhập hoặc là lộ địa chỉ mail thì người ta sẽ lấy cái tài khoản của chúng ta và người ta dùng 100 cái mật khẩu cơ bản đó. Ví dụ như I love you hay là từ 1 đến 8 đó, người ta sẽ đăng nhập thử. Có một cái chương trình tự động nó sẽ đăng nhập thử và nó test thử xem là chúng ta có nằm trong những cái mật khẩu đó không. Mà nếu như mà chúng ta nằm trong cái mật khẩu đó là coi như là chúng ta xong. Vì vậy cho nên các anh em cố gắng là đặt cái mật khẩu của mình nó hơi phức tạp một tí. Ok, nếu như mà chúng ta đã liên kết với lại địa chỉ mail và chúng ta đã liên kết với lại số điện thoại của chúng ta thì gần như là rất khó để có thể hack được cái tài khoản của chúng ta. Tại vì đây giống như là cái xác thực hai bước vậy. Thì người ta cần phải có được cái thông tin từ địa chỉ mail hoặc là xác thực từ điện thoại của chúng ta thì người ta mới có thể thay đổi mật khẩu hoặc là hủy liên kết được. Và nếu như mà các anh em bảo mật tốt cái địa chỉ mail, số điện thoại thì mình chắc chắn rằng tài khoản chúng ta sẽ luôn luôn được an toàn. Các anh em cũng lưu ý rằng khi mình hủy liên kết tài khoản thì mình cũng đã phải có một cái phương thức đăng nhập. Ví dụ như mình hủy cái liên kết tài khoản với cái địa chỉ mail đi thì mình đã có một cái phương thức đăng nhập khác, ví dụ như là tên người dùng hoặc là liên kết bằng Google. Tại đôi khi có rất nhiều anh em hiện tại nha, hủy liên kết nhưng mà hoàn toàn không nhớ cái tên người dùng của mình hoặc là hoàn toàn không có một cái phương thức đăng nhập nào khác thì coi như cái tài khoản của mình không có cửa vào các anh em đi đập mất cái cửa vào rồi. Thì bây giờ hoàn toàn chúng ta không hề có một cách cửa nào vào cả, thì lúc đó chúng ta cần phải gửi thư đến cái bộ phận chăm sóc khách hàng. Còn cái việc mà giải quyết của bộ phận chăm sóc khách hàng như thế nào thì chúng ta phải qua từng bước, và nếu như chúng ta thỏa đủ cái điều kiện thì người ta sẽ mở khóa cái tài khoản cho chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta bị không thỏa điều kiện thì coi như là mất cái tài khoản. Và mình cũng muốn chia sẻ thêm, hiện tại Genshin Impact chính là game của năm. Rất nhiều những người chơi đầu tư lớn và cái thị trường giao dịch tài khoản ở trong cái game Genshin Impact này rất là sôi động. Tuy nhiên thì có hai điều mà các anh em cần phải lưu ý. Điều thứ nhất là về vấn đề nạp ở bên ngoài. Thực sự ra nạp ở bên ngoài dựa vào một cái đại lý uy tín thì chúng ta lời khoảng 10 đến 20% so với là chúng ta trực tiếp đi nạp, và đôi khi là nó thuận tiện hơn cho chúng ta. Và cái tiền mà người ta lấy người ta nạp cho mình á thì rõ ràng là chúng ta không biết được cái nguồn gốc của nó. Mọi điều thì chúng ta chỉ còn dựa vào cái uy tín của nhau mà thôi. Và Việt Nam mình là một trong những đất nước mà con người ta rất là tin tưởng nhau và coi trọng uy tín. Ví dụ như gia đình mình đi, vừa bị người ta scam mất 2 tỷ mà cho người ta mượn mà không một cái mảnh giấy hoặc là không một cái tờ hóa đơn nào cả các anh em. Thì cái đó cũng là một cái nét văn hóa của người Việt Nam. Thì mình sẽ không nói thêm về điều này. Tuy nhiên là hiện tại rất nhiều những cái đại gia gọi là Visa Chan á đang bị âm nguyên thạch, một số lượng nguyên thạch khổng lồ, và nguyên nhân á là do người ta nạp ở bên ngoài và cái người nạp á, cái đại lý nạp á, người ta rút tiền lại, thì hiển nhiên là miHoYo nó cũng sẽ trừ nguyên thạch của chúng ta thôi, và nó bắt chúng ta nếu anh không nạp vô thì
chúng tôi quá số lượng ngày cho phép thì chúng tôi sẽ xử lý anh, ban. Hình thức xử lý như vậy là công bằng cho tất cả các người chơi. Và mình cũng muốn chia sẻ với các anh em là Việt Nam là một trong những đất nước rất là liều lĩnh. Giống như các nước, người ta luôn luôn người ta mua bảo hiểm, bất cứ xe ô tô hay là tàu thuyền, bất cứ gì người ta đều mua bảo hiểm. Còn ở Việt Nam thì ngoại trừ bị bắt buộc ra, thông thường là người ta sẽ không mua bảo hiểm. Và mình ngày xưa là một trong những người chơi rất là liều, mình có cái biệt danh là vua liều. Với tỷ lệ khoảng chừng 15% đập cánh từ 11 lên 12 mà mình vẫn đập vi vu các anh em cực kỳ liều lĩnh. Thì mình nghĩ rằng đôi khi cái việc liều lĩnh này nó sẽ giúp con người ta phá bỏ những cái giới hạn của bản thân. Tuy nhiên thì nó đôi khi nó cũng sẽ khiến chúng ta là bị sập hầm, bị sập bẫy. Ví dụ như trước đây nếu như mà nói rằng mình có khả năng làm một cái YouTuber hoặc làm một cái video mà cho khoảng 10 20 người xem thôi là mình nghĩ chuyện đó là không tưởng, đúng không tưởng đối với mình, tại vì cái khả năng nói không được tốt lắm, không được lưu loát, về thẩm mỹ của mình cũng rất là tệ, mình chỉ thích màu đen thôi, mình không thích bất cứ một màu gì khác cả. Tuy nhiên thì hiện tại thì đang được cải thiện qua từng ngày và mình hy vọng rằng trong những năm tiếp theo thì mình vẫn tiếp tục được đồng hành cùng với lại tất cả các anh em. Còn cái vấn đề về giao dịch mua bán tài khoản thì các anh em tốt nhất vẫn nên nhờ một cái người trung gian uy tín, người ta đứng giữa và người ta rành về những cái kỹ thuật mà mua bán tài khoản. Và mình biết rằng là đôi khi các anh em sưu tầm waifu, mình có cái nhu cầu mình muốn thay đổi một cái tài khoản khác tốt hơn thì tốt nhất là các anh em vẫn nên nhờ một cái người trung gian, người ta cực kỳ rành về cái phương thức giao dịch. Và mình cũng muốn chia sẻ với các anh em là cái đội ngũ chăm sóc khách hàng của miHoYo rất là tốt và người ta muốn hỗ trợ người chơi hết mức có thể. Đôi khi nè, chúng ta những cái người chơi chính chủ bị một cái sai lầm nào đó, chúng ta làm mất cái tài khoản hoặc là bị người yêu vào nó xóa mất tài khoản hoặc là bị hacker nó hack mất cái tài khoản của chúng ta, thì cái bộ phận chăm sóc khách hàng nó sẽ hỗ trợ chúng ta lấy lại tài khoản cực kỳ thuận tiện. Tuy nhiên cái đó kẻ gian nó cũng lợi dụng vào điều đó, đôi khi nó giao dịch với chúng ta tài khoản xong nó sẽ lợi dụng cái phương thức lấy lại tài khoản để nó lấy lại cái tài khoản mà nó đã giao dịch cùng với lại chúng ta. Thì bây giờ mình cũng muốn chia sẻ với các anh em là làm sao để mà lấy lại một cái tài khoản và để chúng ta hạn chế không cho người khác lấy lại tài khoản của chúng ta. Thì nếu như mà các anh em gửi thư tới cái bộ phận chăm sóc khách hàng và yêu cầu mình lấy lại tài khoản thì cái bộ phận chăm sóc khách hàng nó sẽ gửi cho chúng ta một cái mẫu như sau để chúng ta khai cái thông tin về cái tài khoản của chúng ta. Và có hai thông tin quan trọng nhất, đó là thông tin thứ tư và thông tin thứ bảy các anh em. Thông tin thứ tư là thông tin về thiết bị của lần đăng nhập gần đây nhất và vị trí, nếu như không khớp là không hỗ trợ. Vì vậy cho nên là khi chúng ta đăng nhập vào game bằng một cái thiết bị mới, khi mà chúng ta mua ví dụ như của mình là cái điện thoại Samsung đi, thì chúng ta bật định vị lên và chúng ta cho phép miHoYo vào xem cái vị trí của mình. Tiếp theo, cái quan trọng nhất là các anh em là cái số 7 nè, ảnh chụp màn hình của tất cả các giao dịch và giao dịch phải có số thứ tự thanh toán, ngày và gói đã mua. Thì cái này nó dựa vào ba cái giao dịch gần nhất đó các anh em. Thì để lấy được cái giao dịch này thì chúng ta vào trong cái địa chỉ mail đó thì nó sẽ có cái giao dịch như vậy. Nếu như bây giờ chúng ta mua một cái tài khoản mà chúng ta không nạp vào thì người ta sẽ lợi dụng cái điều này, người ta lấy ba cái giao dịch gần nhất của người ta, người ta gửi cho bên chăm sóc khách hàng và người ta sẽ lấy lại cái tài khoản. Vì vậy cho nên khi mà các bạn mua một tài khoản mới thì tốt nhất các bạn nạp ba gói 20 ngàn vào và chúng ta nhớ giữ cái bill nó nằm trong cái địa chỉ mail mà thanh toán đó thì nó sẽ có bill cho chúng ta. Còn những cái thông tin còn lại thì nó chỉ mang giá trị hỗ trợ mà thôi. Chứ còn hai cái thông tin quan trọng nhất là cái thông tin số 4 và thông tin số 7. Thì hiện tại nha các anh em, scam ở trong giao dịch tài khoản đang rất nhiều. Vì vậy cho nên các anh em phải cực kỳ cẩn thận. Có nhiều kiểu scam lắm các anh em. Ví dụ như là nó bán tài khoản cho chúng ta xong rồi, sau đó thì nó gửi thư đến bộ phận chăm sóc khách hàng, nó kể lể cái gì đó. Thì bên chăm sóc khách hàng, người ta sẽ lấy lại cái tài khoản và trả lại cho nó. Hoặc là có thể nó dùng nạp đen, nạp lậu các anh em. Ví dụ như nó nạp một rất nhiều đi vào trong tài khoản, nó quay ra rất nhiều ti lục 5 sao, 6 sao đi. Xong nó lên, nó rao 10 chai, 10 củ. Thì ok, chúng ta mua. Sau khi mà chúng ta mua thì chắc vài ngày sau thì chúng ta sẽ bị âm nguyên thạch. Một số nguyên thạch rất là lớn. Coi như là sau đó chúng ta bỏ tài khoản chứ còn không thể nào mà chúng ta nạp vào được nữa. Và các phương thức scam thì nó muôn hình vạn trạng và nó liên tục làm mới. Vì vậy cho nên các bạn hãy thận trọng, đôi khi cái số tiền chúng ta mất nó nhỏ lắm
nhưng mà nó mang lên sự bực bội cho chúng ta. Và đôi khi bởi vì điều đó mà chúng ta bỏ lỡ mất Genshin Impact, một trong những game hấp dẫn nhất hiện tại. Và mình cũng muốn chia sẻ với các anh em, Genshin Impact cũng giống như là Epic Seven hoặc là Diablo, hiện tại cái khối lượng nội dung nó chưa đủ thỏa mãn chúng ta, đôi khi chúng ta làm chúng ta chán, chúng ta sẽ bỏ game, chúng ta sẽ bỏ tài khoản. Tuy nhiên nếu các anh em đi qua những cái game khác, và một ngày nào đó các anh em sẽ thấy, ồ, cái game của chúng ta hiện tại nó đang update rất là nhiều những vùng đất, có rất nhiều những cái điều hấp dẫn, và nó có cả waifu Ayaka, rồi dây dừa, rồi chúng ta rất là thích, thì lúc đó chúng ta sẽ quay trở lại. Và mình tin rằng cộng đồng Genshin Impact sẽ là một cái cộng đồng rất là vững mạnh, thoải mái cho chúng ta giải trí trong vòng một vài năm tới. Và hiện tại thì game đang được chăm sóc rất là ổn định với 6 tuần một phiên bản cập nhật. Như vậy là chỉ còn 6 tháng thôi là chúng ta đã có 4 phiên bản cập nhật rồi. Rất nhiều nội dung để mà chúng ta thưởng thức. Ok, đó là tất cả những gì mình biết. Các anh em có bổ sung thêm điều gì hãy bình luận xuống bên dưới để chúng ta thảo luận thêm, chúng ta cập nhật thêm những cái thông tin. Còn bây giờ, bye bye tất cả các anh em và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những cái video sau.